Coi như là hôm nay mình quay cận cảnh cái lưới để mà che cái lồng che ở phía dưới của cái ổ, nó bự. Khi mà con trứng nó nở chim con ấy, mình bạch á, thì khi mà trứng nở chim con mình bạch ấy, con nó bắt đầu trổ lông và nó lớn á, thì nó rớt xuống thì có cái bờ nó che, nó hứng cho con nó không bị vết sâu xuống dưới đất. Vừa rồi á thì chim vành mịch á là nó đến đây nó đẻ lần thứ nhất á, thì có một trứng một con. Sau khi đẻ xong á thì nó lại lông tơ mọc ra đầy đủ, thì nó chỉ vươn mình lên thôi thì nó thấy rớt xuống. Mình không hay, mình nở không kịp. Tới chừng cặp thứ hai nó cũng sanh, nó đẻ được hai trứng mà nở hai con. Thì lúc đầu thì nó còn nhỏ thì nó đến cho ăn thì bình thường, nhưng mà khi nó đã có lông tơ, nó rỉa rồi nó đến khi mẹ cho ăn thức ăn thì nó vươn lên, thì nó con nó to thì nó rớt xuống. Hôm nay mình làm hôm qua tới giờ đã xong rồi đó. Khi mà con nó rớt xuống thì dù sao nó cũng có một cái bệ đỡ. Hồi nãy giờ thì mình thấy nó đến đây nó kêu mấy lần rồi, nhưng mà mình thấy nó chưa có sanh. Chắc là vài hôm nữa là nó đến tổ nó đẻ trứng. Lúc đó thì mình sẽ quay cho các cô bác anh chị xem. Đây là một cái